Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn hình ảnh vào trong slide Để chèn hình ảnh vào trong slide Thì tôi sẽ chia ra làm hai trường hợp sau đây Thứ nhất là chèn ảnh thường Và thứ hai là chèn ảnh động Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn ảnh thường vào trong slide Thì để chèn ảnh thường vào trong slide Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn ba cách sau đây Giả sử như đây tôi muốn là chèn hình ảnh vào trong cái slide này thì bây giờ tôi sẽ làm cách đầu tiên Cách đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ vào tab insert này. Tiếp theo chọn vào picture. Sau đó lại chọn vào zip file. Và chọn vào hình ảnh mà các bạn muốn chèn. Đã giải sử như đây, tôi muốn là chèn hình ảnh chiếc laptop này thì tôi sẽ chọn vào nó, bấm vào insert. Thì lập tức hình ảnh chiếc laptop nó sẽ được chèn vào trong bone boy Đây là cách đầu tiên. Rồi bây giờ tôi sẽ xóa hình ảnh này đi, chọn vào nó, bấm phím delete. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào ảnh mà các bạn muốn chèn vào trong word bon boy sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm từ phím là ctrl c sau đó các bạn chúng ta sẽ vào trong word bon boy để dán ra các bạn chúng ta sẽ bấm từ phím là ctrl v đó đây là cách thứ hai và cách thứ ba các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh mà các bạn muốn chèn vào trong word bon boy giữ chuột trái nha kéo vào trong word bon boy này thả ra đó đây là cách thứ ba các bạn chúng ta thích sử dụng cách nào cũng được nha đó là trường hợp đầu tiên, tức là chèn ảnh thường vào trong bone boy. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trường hợp số 2 là chèn ảnh động vào trong bone boy. Giả sử như bây giờ tôi muốn là chèn một ảnh động vào trong slide này. Thì ở đây á, tôi không có ảnh động. Bây giờ tôi sẽ lên mạng internet để tôi tìm ảnh động. Ví dụ như đây, tôi sẽ vào google.com. Sau đó tôi sẽ vào tìm kiếm và nhập từ khóa là hoa hồng. Ảnh động. Nhớ nha, các bạn chúng ta sẽ nhập chủ đề hình ảnh mà các bạn muốn tìm và thêm từ ảnh động hoặc là thêm từ gif đuôi gif tức là đuôi ảnh động á, bấm enter. Sau đó các bạn vào tab hình ảnh này. Rồi bây giờ các bạn quan sát nha. Đây chính là các hình ảnh động này, những hình ảnh nào có đuôi là gif thì đó là ảnh động nha. Rồi ví dụ như đây tôi thấy cái ảnh này này, cái đuôi là gif này, tôi chọn vào. Đó. Bây giờ tôi muốn là chèn vào trong World Boy thì tôi sẽ bấm phải chuột vào nó. Và chọn vào sao chép hình ảnh. Tiếp theo, tôi vào trong Win Boy. Sau đó đây tôi sẽ bấm tổ phím Ctrl V để tôi dán ra. Đó bạn thấy không? Tôi đã chèn được một ảnh động này. Rồi các hình ảnh khác các bạn cũng làm tương tự nha. Ví dụ như đây tôi thấy ảnh này đẹp này, chọn vào. Rồi đây, không phải ảnh động. Bây giờ tôi sẽ chọn ảnh khác nha. Đó, đây có ảnh động này. Chọn ảnh khác đi. Đó, hình ảnh này đẹp thì tôi sẽ bấm phải chút của nó này. Và chọn vào sao chép hình ảnh. Tiếp theo, tôi sẽ vào trong bone voi và tôi dán ra bằng cách là bấm tập phím Ctrl V. Đó. Rất là đẹp, bạn thấy không? Rồi, sau đó ở đây tôi muốn là tìm hình ảnh về chủ đề khác. Giả sử như là hoa lan chẳng hạn. Bấm Enter. Những hình ảnh có đuôi là GIF tức là ảnh động á. Đây, kiểm tra nha. Đó, động thế này xấu quá, tôi sẽ chọn hình khác. Đây, chọn hình này. Rồi chúng ta kiểm tra nha. Đó, các bạn thấy không? Lan động này. Rồi, về chủ đề hoa lan á, ít ảnh động cá. Bây giờ tôi sẽ tìm chủ đề về hóa cẩm tú cầu chẳng hạn. Hay là thỏ gì đó. Rồi, tôi sẽ tìm hình ảnh về thỏ. kiếp này. Đây cắt ảnh về chú thỏ ảnh động này Đây chọn rồi này. Bấm phải chuột sao chép hình ảnh Và trong buồn Dán ra Đó Cực kỳ đơn giản luôn Đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách trên hình ảnh Và trong slide Nếu thấy video hay hữu ích Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn các bạn